Nếu như anh em đã theo dõi mạng LSD Finance trong thời gian vừa qua thì chắc chắn đã nghe đến cái từ khóa rất là hot, đó là Pendle Finance. Pendle Finance hiện tại vẫn đang là dự án hàng đầu trong mạng LSD và có tiềm năng phát triển cực kỳ lớn với việc đang tạo ra rất là nhiều chiến lược lợi nhuận cho người dùng. Trong video hôm nay, Coin68 TV sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng giao thức Pendle Finance một cách chi tiết nhất để nhờ đó anh em có thể kiếm thêm lợi nhuận trong quá trình tham gia đầu tư vào thị trường. Ok, let's go! Đầu tiên, để anh em có thể hiểu được toàn cảnh về LSD Finance cũng như là dự án Pendle thì anh em có thể dành một chút thời gian để chúng ta xem lại hai cái phần trước đây của giải mã crypto nói về LSD Finance và cái Pendle War. Mình sẽ để link ở ngay dưới clip này. Tiếp theo thì mình sẽ muốn nói qua một chút về Pendle và cái cơ chế hoạt động của nó. Thì Pendle Finance nó là một cái giao thức giao dịch lợi nhuận phi tập trung, không bị kiểm soát và cho phép người dùng thực hiện các cái chiến lược giao dịch lợi nhuận khác nhau. Để hiểu sâu về cái Pendle Finance, anh em cần phải hiểu về hai cái thành phần cốt lõi của nó, đó là Pendle AMM và Yield Tokenization. Pendle AMM về bản chất nó cũng chỉ là một cái sàn giao dịch thôi, và nó điểm khác biệt ở đây là nó cho phép giao dịch các cái loại token đặc biệt do Pendle tạo ra. Và cái token đặc biệt đó là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong cái phần Yield Tokenization. Để anh em có thể hiểu được những cái chiến lược lợi nhuận, mình sẽ nói sâu hơn về Yield Tokenization, một trong những cái nền tảng rất là quan trọng của Pendle. Thì Yield Tokenization nó sẽ cho phép chúng ta có thể token hóa được những cái tài sản chịu lãi suất và phân tích nó ra thành hai dạng cơ bản, đó là principal token hay được viết tắt đó là PT và yield token hay được viết tắt đó là IT. Và PT nó sẽ đại diện cho cái tài sản gốc mà chúng ta có thể redeem lại sau đáo hạn, còn IT nó sẽ đại diện cho cái quyền chúng ta có thể nhận được cái lợi nhuận tích lũy, và lợi nhuận đó được tạo ra từ cái tài sản mà tạo ra lãi suất ban đầu. Mình sẽ ví dụ như anh em có thể thấy trên hình với 1.000 DAI, và khi chúng ta stake vào trong Compound chúng ta sẽ được giao thức trả về cho chúng ta đó là 1.000 CDAI, và rõ ràng 1.000 CDAI này lúc này nó sẽ là tài sản tạo ra lợi nhuận trong tương lai, bởi vì khi mà chúng ta nắm giữ 1.000 CDAI thì chúng ta sẽ có quyền nhận được cái lãi suất từ Compound. Và thông qua cái giao thức Pendle, Pendle sẽ giúp cho chúng ta phân tích cái 1.000 CDAI này thành hai phần, đó là 1.000 PT CDAI và 1.000 IT CDAI. Anh em có thể thấy với 1.000 PT CDAI chúng ta có quyền nhận lại tài sản gốc, tức là cái CDAI ban đầu khi mà chúng ta nắm giữ cái PT CDAI này sau ngày đáo hạn, và chúng ta có thể, như anh em thấy ở đây là mình có ghi là nhận lại 1.000 CDAI tương đương với 1.000 DAI ha. Và với 1.000 IT CDAI thì chúng ta có quyền nhận cái lợi nhuận tích lũy đó, tức là 10 DAI và 5 token COM đó. Và cái lợi nhuận này nó sẽ tích lũy từ khi mà anh em nắm giữ ETCDAI cho đến khi đáo hạn, và chúng ta có thể claim khi mà có cái lợi nhuận tích lũy. Vậy thì chúng ta có thể làm gì với cái Yield Tokenization và PTIT của Pendle? Chúng ta sẽ có 3 cái thời điểm, đó là trước đáo hạn, sau đáo hạn và tính theo bất kỳ thời điểm nào. Vậy thì trước đáo hạn thì chúng ta có thể đầu tiên là min PT và IT từ tài sản gốc. Mình ví dụ anh em có một STETH đúng không ạ? Và STETH nó là một cái tài sản tạo ra lợi nhuận, và anh em có thể đưa vào Pendle min ra một PT STETH và một IT STETH. Khi đó PT và IT STETH nó sẽ có thời hạn đáo hạn. Mình ví dụ ở đây là tháng 12 năm 2024. Cái thứ hai chúng ta có thể làm trước đáo hạn đó là redeem tài sản gốc từ PT và IT. Và ví dụ như anh em không muốn sử dụng Pendle nữa, anh em hoàn toàn có thể dùng PT STETH và IT STETH có thời điểm đáo hạn, ví dụ tháng 12/2024, và chúng ta redeem lại nhận về cái tài sản gốc ban đầu là 1 STETH. Và cái thứ ba đó là chúng ta có thể nhận cái lợi nhuận do tài sản gốc tạo ra khi mà chúng ta hold cái IT. Như mình đã nói, mình ví dụ ở đây ngày 1/1 thì Jane mua 10 IT STETH và có thời hạn đáo hạn là tháng 12 năm 2024. Giả sử là đến tháng 4 đi, ngày 1/4 sau 3 tháng thì khi mà Jane nó vẫn đang nắm giữ cái 10 IT STETH này thì Jane hoàn toàn có thể claim lợi nhuận tạo ra trong vòng 3 tháng vừa qua, và đến tháng 10 thì tương tự Jane có thể claim cái lợi nhuận tạo ra trong vòng 6 tháng, và toàn bộ cái lợi nhuận này nó sẽ được tạo ra bởi cái tài sản gốc ban đầu là 10 STETH. Cái thời điểm thứ hai đó là sau đáo hạn, thì sau đáo hạn thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến PT. Và mình ví dụ ngày 1/10 Jane mua 10 PT STETH,
có thời hạn đáo hạn là tháng 12 2024, và qua cái thời hạn đáo hạn thì Jane có thể redeem và nhận về 10 STETH, tức là với 10 PTSTETH thì Jane có nhận lại được 10 STETH ban đầu sau cái ngày đáo hạn. Và cuối cùng đó là bất kỳ thời điểm nào, thì với Pendle AMM là một cái thành phần cũng rất là quan trọng của giao thức, thì Nam hoàn toàn có thể trade PT và IT vào bất kỳ thời điểm nào. Mình ví dụ khi anh em mua hoặc là anh em min ra một PT và một ETH, anh em nhận định rằng là thị trường nó có thể làm tăng lãi suất và IT trong tương lai có thể tăng lên, thì anh em hoàn toàn có thể bán cái phần PT của mình đi và mua tiếp để chúng ta hold thêm IT, thì đó là cái chuyện rất là bình thường với Pendle AMM. Chúng ta sẽ đi vào chiến lược đầu tiên, đó là mua và nắm giữ PT token. Mình giả sử như chúng ta sẽ có một PT STETH có giá là 0.94 STETH và có thời hạn đáo hạn là tháng 12 2024, với APY của STETH hiện tại là đang ở mức là 6%. Anh em lưu ý giúp mình là PT STETH nó luôn thấp hơn giá của STETH, nguyên nhân là bởi vì chúng ta đã loại bỏ cái phần lợi nhuận ra rồi. Và giả sử như Jane là một nhà đầu tư và Jane dự đoán rằng cái lợi nhuận trong tương lai của STETH nó sẽ giảm xuống, và vì vậy Jane sẽ không muốn hold cái phần lợi nhuận, mà thay vào đó Jane sẽ cho rằng là trong tương lai cái tài sản gốc, tức là cái PT, nó sẽ tăng giá, và Jane có thể mua một PT STETH tại thời điểm này với giá 0.94 STETH, đúng không ạ? Và sau cái ngày đáo hạn thì Jane có quyền redeem một PT này lấy một STETH, bởi vì đây là cái quyền của PT token mà. Anh em lưu ý cho mình phần trước nha. Thì khi đó lợi nhuận của Jane thu được sẽ là 0.06 ETH, tương đương với 6.38% cái số tiền bỏ ra ban đầu. Và nếu như APY của STETH tại thời điểm tháng 12 2024 là nó chỉ 5% thôi, tức là nó đã giảm xuống đúng như Jane dự đoán, thì khi đó rõ ràng là Jane đã đạt được cái lợi nhuận tốt hơn so với việc nắm giữ cái tài sản gốc ban đầu. Và chính vì vậy chúng ta rút ra một kết luận, đó là cái chiến lược mua và nắm giữ PT token nó chỉ nên thực hiện khi mà chúng ta nhận định rằng lợi nhuận tương lai nó sẽ giảm, và rõ ràng cái việc nắm giữ PT nó sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta đang short cái gì, đúng không? Short cái lợi nhuận đó. Cái chiến lược thứ hai ngược lại với chiến lược đầu tiên, đó là mua và nắm giữ IT token. Mình giả sử như một IT STETH nó đang có giá đó là 0.04 STETH và có thời điểm đáo hạn là tháng 12 năm 2024. APY của STETH thời điểm đó nó là 4%. Và giả sử như Jane tin rằng là trong thời gian tới thì cái lợi nhuận của STETH nó sẽ tăng, tức là nếu như chúng ta hold cái IT ETH này nhiều hơn này, ITSTETH nhiều hơn, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn so với cái chi phí bỏ ra. Và chính vì vậy Jane đã mua một ITSTETH với giá đó là 0.04 STETH, và Jane đã claim lợi nhuận của một STETH tạo ra với cái tổng claim được cho đến ngày đáo hạn đó là 0.05 STETH, bởi vì Jane nó tăng, nó không còn ở mức 4% nữa mà nó lên 5%, mình ví dụ chẳng hạn như vậy. Và vì vậy Jane nó thu được cái lợi nhuận đó là 0.01 STETH, tương đương với 25% cái số vốn đã bỏ ra. Và anh em có thể thấy rằng đây là một cái mức lợi nhuận rất là tốt so với cái chi phí bỏ ra ban đầu. Và chính vì vậy là chúng ta sẽ mua và nắm giữ IT token khi mà chúng ta nhận định rằng lợi suất, lợi nhuận trong tương lai nó sẽ tăng, tức là việc nắm giữ IT token nó đồng nghĩa với cái chiến lược đó là long cái year, đúng không ạ? Mình sẽ lấy ví dụ ở trong cái phần mà ứng dụng của Pendle, thì anh em có thể thấy là mình giả sử như chúng ta sẽ chọn một cái pool đó là STETH với cái đáo hạn đó là 30 tháng 12 năm 2027. Giả sử như anh em muốn mua và anh em tin rằng là cái lợi nhuận trong tương lai nó sẽ giảm xuống, vậy anh em muốn mua PT thì anh em sẽ click vào cái phần PT này, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thực hiện cái lệnh trade sau khi kết nối ví. Ở đây mình đã kết nối ví sẵn rồi, và anh em thấy là mạng mình đã chọn đó là Ethereum rồi, và đây mình đã làm sẵn một số ETH để mình lấy ví dụ. Mình sẽ lấy ví dụ với 0.1 ha, 0.1 đi. Rồi ok, thì anh em có thể thấy rằng với 162.75 đô la thì anh em thấy rằng nó đang hiển thị cái giá của PT tại thời điểm này. Mình sẽ đổi được 0.11 cái PT STETH đó. Anh em mình thấy ở đây này, người ta có một cái ray này, một PT STETH nó sẽ bằng 0.85 ETH này. Đó, và nó sẽ cho chúng ta một cái min nhận được và một cái fixed APY, tức là cái lợi nhuận mà chắc chắn chúng ta sẽ nhận được
sau cái ngày đáo hạn thì anh em có thể swap. Anh em lưu ý nếu mà anh em đi cái volume lớn á, thì anh em cần phải xem lại cái thanh khoản ở đây ha. Thanh khoản đây nó là 4,2 triệu đô la thôi. Chính vì vậy nếu mà anh em nào cá mập mà đi voi vài triệu đô la thì nhớ chú ý thanh khoản nhá. Rồi, chúng ta sẽ bấm swap thôi, tương tự như các cái AMM khác. Và chúng ta sẽ accept ha, confirm. Em thấy phí ga đây là nó rơi vào khoảng 16 đô nha. Rồi, và cái transaction của chúng ta nó đang chạy. Chúng ta sẽ đợi một chút để cho nó hoàn thành ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã swap thành công 0,1 ETH để lấy cái ST, PT, ST, ETH ha. Đó, và anh em có thể hold cái phần PT, ST, ETH này nếu anh em tin rằng nó sẽ lên giá ở trong tương lai. Bên em thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái biểu đồ của Pendle cung cấp để chúng ta nhận định về cái lợi suất ha. Ở đây nó sẽ có cái so sánh giữa PT, ST, ETH với cái ST, ETH. Và nếu như anh em muốn ha, anh em muốn swap quay trở lại thì anh em đơn giản anh em đảo ngược lên thôi ha, và chúng ta sẽ swap để lấy lại cái giá trị ETH ban đầu. Bên cạnh đó thì nếu như anh em có sẵn ST ETH thì anh em hoàn toàn có thể min từ cái tab min này, và nếu có sẵn ETH anh em có thể min được. Mình ví dụ như mình muốn min lấy 0,1 PT và IT đi ha. Đó, anh em thấy là mình hoàn toàn có thể min được tương tự như vậy với cái tab min này. Mình có thể trade tương tự với cái IT token, và đó là cái cách mà chúng ta có thể mua PT và IT để nắm giữ hoặc là min ra từ cái tài sản gốc ban đầu. Cái thứ hai mà mình muốn giới thiệu đó là cái phần các cái pool thanh khoản ha. Mình nói ở trên thì anh em hoàn toàn có thể trở thành một cái nhà cung cấp thanh khoản ở trên Pendle. Anh em có thể thấy đây là cái tab pool ở trên Pendle Finance, và chúng ta có thể dùng cái tài sản mà chúng ta đang có để đưa vào làm cung cấp thanh khoản cho các cái pool này, và đổi lại chúng ta sẽ nhận được cái phí thông qua các cái giao dịch từ pool. Và nếu như anh em có hold Pendle thì anh em hoàn toàn có thể lock Pendle, nhận thêm VI Pendle, và cái việc mà chúng ta nhận nắm giữ VI Pendle và chúng ta khóa lại như vậy thì chúng ta có thể bootstrap cái APY mà chúng ta nhận được lên đến tối đa là 250%. Thì trên thực tế thì cái cách làm này theo mình nghĩ thì sẽ chỉ dành cho những anh em nào mà đã có một cái kinh nghiệm nhất định ở trong thị trường DeFi rồi, và có thể tính toán được những cái tổn thất vô thường khi mà cũng có thanh khoản, cũng như là có cái chiến lược đầu tư nó tương đối là lâu dài thì nó sẽ phù hợp hơn. Cái chiến thuật nói trên nó vẫn còn đang tương đối phức tạp đối với những cái anh em nào đang ít kinh nghiệm hoặc là mới tham gia thị trường, thì anh em đừng lo, anh em vẫn hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận trên Pendle thông qua cái chức năng mới đó là Pendle Earn. Theo mình thì Pendle Earn là một trong những cái tính năng mang tính đột phá khá là cao của Pendle, khi mà nó đã nâng cao trải nghiệm người dùng và cho phép những cái thao tác, những cái trải nghiệm của người dùng nó đã tiến gần với những cái sàn giao dịch tập trung, với những cái chức năng mà chúng ta đã quen thuộc như là Binance Earn. Mình sẽ ví dụ ở đây, anh em thấy trên màn hình đó là cái giao diện của Pendle Earn, và chúng ta hoàn toàn có thể chọn một cái pool, một cái tài sản mà chúng ta muốn tham gia và nhận cái lãi suất. Mình sẽ ví dụ với SDAI ha. Đó, và đây là một cái giao diện mà mình đã vào sẵn. Sau khi kết nối ví thì anh em hoàn toàn có thể dùng ETH anh em đang sẵn có ha, và anh em tham gia. Mình sẽ ví dụ khi mà mình nhập vào 0,1 ETH thì nó đang tính toán ha, nó rất là tiện, nó sẽ tính toán cho anh em biết. Ví dụ như là ở đây thì chúng ta sẽ có một kỳ hạn đó là 28/3/2024 đúng không ạ, với một cái fix APY đó là 3,892%, và cái 0,1 ETH của anh em nó sẽ được chuyển thành cái vị thế đó là 162,3 DAI như anh em thấy, và cái vị thế này nó sẽ nhận được cái lợi nhuận đó là 3,337 DAI vào cái đáo hạn đó là 28/3/2024. Đây là cái fix year mà chúng ta nhận được khi chúng ta tham gia vào cái pool này, và anh em thấy rằng là nó rất là tiện, và anh em người mới hoàn toàn là chúng ta sẽ cố định được cái lãi suất mà chúng ta nhận được trong thời gian đến tháng 3 năm 2024 mà không sợ những cái biến động khác. Và chúng ta có đơn giản là chúng ta bấm deposit thôi ha, và chúng ta đợi cái giao dịch nó được xác nhận. Chúng ta sẽ confirm với cái phí ga đây là 32,34 đô la, phí ga khá là cao. Anh em lưu ý cái câu chuyện này ha, và Pendle cũng đã phát triển trên cái layer 2 là Arbitrum rồi. Chính vì vậy thì anh em hoàn toàn có thể
chuyển sang cái layer 2 đó để mà sử dụng, để mà giảm bớt cái chi phí chúng ta phải bỏ ra khi tham gia cái giao thức này. Và chúng ta đơn giản như vậy là chúng ta đã có một cái vị thế ở trên Pendle rồi. Và anh em có thể thấy đây là cái vị thế của chúng ta ha. Chúng ta có thể F5 lại để quản lý cái vị thế của mình. Như vậy chúng ta đã có hai vị thế với ST, ETH mà mình ví dụ hồi nãy, và cái SDAI thì đó là toàn bộ những cái hướng dẫn của mình liên quan đến cái Pendle này. Như vậy thì mình đã giới thiệu anh em một số cái chiến lược cơ bản để anh em có thể kiếm được lợi nhuận với Pendle Finance. Với các cái động thái mở rộng sang thị trường Real World Asset với SDAI hay là AUSD của Libra Finance gần đây, thì Pendle Finance đang cho thấy cái tham vọng là mở rộng thị trường, và trong tương lai mình tin rằng sẽ có nhiều hơn nữa cái chiến lược kiếm lợi nhuận với giao thức này. Anh em nên sử dụng giao thức vừa để nâng cao cái trải nghiệm cũng như là kiến thức của bản thân, và vừa là để anh em có cái cơ hội để đánh giá một cách đúng đắn nhất về cái tiềm năng của Pendle, từ đó tìm kiếm cơ hội đầu tư trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em trong các cái video tiếp theo của Coin68 TV.